Trường Giang xúc động khóc trên sân khấu, bên dưới khán giả cười ầm ầm. Trái ngược với sự xúc động nghẹn ngào của Trường Giang trên sân khấu, khán giả phía dưới thích thú cười và vỗ tay khá huyên náo. Đến tận hôm nay, dư âm live show Đất Quảng Quê Tôi của diễn viên hài Trường Giang vẫn còn động lại trong lòng nhiều khán giả. Là một người con xứ Quảng, Trường Giang vô cùng biết ơn quê hương, nơi anh sinh ra, lớn lên và tạo động lực cố gắng vươn lên. Bởi vậy, khi đã gặt hái được một số thành công nhất định, Trường Giang gửi lời cảm ơn quê hương bằng cách tổ chức một live show rất lớn tặng riêng cho bà con nơi đây, hoàn toàn miễn phí. Trong đêm live show, Trường Giang nghẹn ngào khóc, tay không ngừng lau nước mắt. Thế nhưng, khác hoàn toàn với sự xúc động của Trường Giang và MC Ốc Thanh Vân trên sân khấu, khán giả ở dưới vỗ tay và cười rộ lên khá huyên náo. Có lẽ phản ứng trái ngược này xuất phát từ chính tình yêu thương của khán giả dành cho Trường Giang. Những tràng vỗ tay thể hiện sự động viên và những tràng cười bày tỏ sự khích lệ với nam diễn viên hài. Bên cạnh đó, dù kể chuyện trong nước mắt, nhưng phong cách hài hước của Trường Giang khi lựa chọn cách nói không lẫn vào đâu được cũng khiến khán giả cảm thấy thoải mái không bi lụy. Trường Giang bắt đầu đi diễn từ năm 2007, nhưng sau khi thực hiện live show Chàng Hề Xứ Quảng, cái tên Trường Giang mới thực sự nổi bật. Cũng kể từ đó, hình ảnh Mười Khó được đông đảo khán giả biết đến và trở thành cái tên ăn khách xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Hiện nay, anh đã lọt vào top những danh hài được yêu mến nhất tại Việt Nam. Cho Trấn Thành 2 triệu chi tiêu, bố chồng đối xử với Harry Won thế này đây. Thấy con trai bị thắt chặt chi tiêu, nhưng bố Trấn Thành vẫn đối xử tốt với con dâu. Mặc dù con dâu nước ngoài lại là nghệ sĩ bận rộn, nhưng Harry Won lại rất được bố mẹ chồng yêu quý và chiều chuộng. Không ít lần, nữ ca sĩ khoe được bố mẹ Trấn Thành cưng chiều còn hơn cả chồng. Biết con trai và con dâu bận rộn, mẹ Trấn Thành luôn thông cảm và thay các con chăm sóc chuyện nhà cửa. Không chỉ mẹ, bố của Trấn Thành cũng đối xử với Harry Won tốt không kém, dù cô vẫn luôn tự cho rằng mình là cô con dâu còn nhiều thiếu sót. Harry Won được gia đình Trấn Thành rất yêu quý, đặc biệt cả bố cả mẹ chồng đều cưng chiều hết mức. Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ, được bố chồng đưa đi ăn nhà hàng sang trọng, và giá trị bữa ăn ai cũng phải choáng, 1,8 triệu một người. Không những thế, bố chồng còn quan tâm đến mức biết Harry đang giảm cân nên đưa cô đến chỗ ăn những món ít dầu mỡ và giàu dinh dưỡng. Súp phi cá huyền thoại mà nhiều người chỉ nghe tên nhưng chưa bao giờ được thử. Tên món ăn rất hoa mỹ, tôm uyên ương. Bào ngư Úc ba đầu hầm nóng đông cô. Cơm chiên ngũ cốc với sò điệp khô. Bữa ăn giảm cân của Harry khiến ai cũng choáng vì độ xa xỉ. Có lẽ chỉ khi bố chồng mời Harry mới dám ăn sang như vậy. Trước đó, nữ ca sĩ cũng khoe được bố chồng nướng vú dê cho ăn. Những đám cưới không giống ai gây chú ý của Sao Việt. MC Thanh Bạch, siêu mẫu Hà Anh, diễn viên Ngân Khánh và MC Thành Trung đã để đời với đám cưới hết sức kỳ lạ không giống ai. Cưới đi cưới lại nhiều lần để làm từ thiện. Vào trưa 14 tháng 7, 2016, những hình ảnh về đám cưới của MC Thanh Bạch và bà Thúy Nga, chủ một trung tâm ca nhạc hải ngoại, bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội thông qua chức năng livestream phát trực tuyến, nơi tổ chức tiệc cưới là nhà riêng của bà xã Thanh Bạch ở Đồng Nai. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức với đầy đủ các nghi lễ như đón dâu bằng thuyền hoa, múa lân trao nhẫn cưới, cắt bánh, ôm hôn, nhảy điệu xô, các món ăn dân tộc. MC Thanh Bạch khẳng định đây không phải đám cưới thông thường mà là đám cưới nghệ thuật, và anh muốn biến đám cưới gắn liền với từ thiện trở thành cách làm đặc biệt, độc quyền thương hiệu Thanh Bạch Thúy Nga. Đến ngày 19 tháng 7, 2016, nghệ sĩ lại tiếp tục tổ chức đám cưới lần thứ 8 tại một quán bar để cả Sài Gòn biết tới. Trước đó, năm 2015, làng giải trí rung động bởi thông tin MC Thanh Bạch kết hôn với bà chủ sân khấu hải ngoại. Thời điểm đó, Thanh Bạch đã lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm với bà Thúy Nga. MC Thanh Bạch từng có cuộc hôn nhân kéo dài 22 năm với nghệ sĩ Xuân Hương và họ chính thức đường ai nấy đi vào năm 2007. Anh gặp bà chủ trung tâm Thúy Nga vào năm 2014 tại một phòng trà ở Sài Gòn. Cả hai nhanh chóng gần gũi và tìm thấy sự đồng cảm với nhau nhờ tính tình vui vẻ, hoạt náo và tình yêu với nghệ thuật. Đón cô dâu bằng trực thăng ngoài bãi biển, ngày 30 tháng 7, 2016, hôn lễ của siêu mẫu Hà Anh với vị hôn phu ngoại quốc. Đôn Quyên được diễn ra tại bãi biển của khu resort tại Đà Nẵng.
Cặp đôi chọn phong cách cưới bãi biển với biển xanh cát vàng ấm áp để đọc lời nguyện ước. 4.600 bông hồng sắc trắng và hồng nhạt xinh xắn cùng những bức vanh trắng yêu kiều lãng mạn được dùng để trang hoàng cho đám cưới bãi biển của cặp đôi này. Các món ăn để thiết đãi khách mời được nấu bởi những đầu bếp danh tiếng, ngay cả chiếc bánh cưới nhiều tầng của người đẹp cũng được làm thủ công với 100 bông hoa. Để trở nên thật lộng lẫy trong ngày trọng đại, cô dâu Hà Anh còn nhờ chuyên viên trang điểm Andy Fan và chuyên gia tạo mẫu tóc đến từ nước Anh trang điểm cho mình. Ngoài việc quan tâm đến lựa chọn với áo hàng hiệu, đám cưới Hà Anh còn có điểm độc lạ, đó chính là màn rước dâu bằng trực thăng. Khi các khách mời có mặt đông đủ ở điểm tổ chức, cô dâu chú rể mới xuất hiện bằng trực thăng. Chiếc trực thăng đưa đón Hà Anh và ông xã Tây đậu ở sân khách sạn, nơi cô dâu chú rể bắt đầu tiến xuống từ bậc thang cấp để chào đón 60 vị khách mời thân thiết. Và để làm một đám cưới độc lạ ấy, Hà Anh đã phải chi bộn tiền cho mọi thứ. Đám cưới như vở nhạc kịch của thập niên 50. Vào trung tuần tháng 2, 2015, Ngân Khánh đã gây bất ngờ khi gửi đến những người thân, bạn bè, đồng nghiệp tấm thiệp cưới thiết kế đặc biệt, giống như vé xem biểu diễn mang phong cách cổ điển của thập niên 50. Cô gọi hôn lễ của mình là vở nhạc kịch Tình Ái và Huy Hoàng, Đêm Phương Đông và yêu cầu khách xác nhận để chuẩn bị trang phục. Theo đó, vợ chồng Ngân Khánh sẽ tài trợ toàn bộ trang phục cho khách mời đến dự ngày trọng đại của họ. Trang phục cưới của khách cũng được thiết kế theo phong cách cổ điển của thập niên 50. Nữ diễn viên này chia sẻ, gia đình nhà chồng là những người yêu văn hóa Việt, vì thế họ muốn tái hiện không gian xưa cũ của Sài Gòn trong đám cưới của con trai. Tiệc cưới của Ngân Khánh và chú rể Việt Kiều Thiếu Quân diễn ra tại một khách sạn 5 sao, sang trọng bậc nhất Sài Thành. Cô dâu chọn chiếc áo cưới cuối cùng trong cuộc đời thiết kế của nhà thiết kế thiên tài Oscar De Renta để mặc trong ngày trọng đại. Đám cưới có những thủ tục rất kỳ lạ như chú rể bịt mắt tìm cô dâu, nhắm mắt bón bánh kem và ôm hôn nồng nàn trên sân khấu. Được biết, chồng của Ngân Khánh sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, anh mới về thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực tài chính vài năm trở lại đây. Sau đám cưới, Ngân Khánh sẽ hạn chế đóng phim và lập công ty giải trí và đầu tư sản xuất phim. Ký hợp đồng hôn nhân, kê khai tài sản trong đám cưới. Tối 22 tháng 3 vừa qua, MC Thành Trung đã tổ chức tiệc cưới với bạn gái 9X, Ngọc Hương tại một địa điểm khá nổi tiếng của Hà Nội. Đám cưới được thắt chặt an ninh với hàng chục bảo vệ vì cô dâu chú rể muốn đảm bảo sự riêng tư. Đám cưới đặc biệt gây chú ý với màn ký hợp đồng hôn nhân của cô dâu chú rể dưới sự làm chứng của nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long. Nội dung hợp đồng hôn nhân có những chi tiết hài hước. Căn cứ sự tìm hiểu kỹ càng đến từng chi tiết và mối quan hệ hai bên qua giai đoạn tìm hiểu chín mùi, chuyển sang thời kỳ mới. Hôm nay, ngày 22 tháng 3, 2017, chúng tôi gồm anh Võ Thành Trung, từ nay gọi tắt bên A, và chị Nguyễn Thị Hương bên B đã đi đến thống nhất những điều khoản sau đây: chuyển đổi mối quan hệ một cách tự nguyện sau bao lần khó thở, danh hài Xuân Bắc tuyên bố mở màn. Trong hợp đồng hôn nhân, Thành Trung và Ngọc Hương đã ra những quy định như Thành Trung có quyền gọi Ngọc Hương là em, là vợ, là cô vợ hoặc cao hơn nữa là bà vợ, nhưng tuyệt đối không được gọi là con vợ. Ngọc Hương có quyền gọi Thành Trung là chồng, là anh ấy, hắn, và có quyền bằng cách cứ nào đó là cúng, chó, đồ của nợ, miễn tình yêu không thay đổi. Thành Trung được phép tặng quà, tặng hoa cho vợ, nhưng ngày đặc biệt 20 tháng 10, 8 tháng 3 hoặc sinh nhật. Trong khi đó, Ngọc Hương có thể quy mọi món quà thành tiền cho tiện cất giữ kỷ niệm. Bên B không được quyền hành hung bên A dưới mọi hình thức, và nếu bên A cố tình hư hỗn với bên B, thì bên B có quyền tấn bình thường, và khi bị tấn, bên B tuyệt đối không được bỏ về nhà nội hoặc khóc, ngồi lê nói xấu bên B ở trà đá. Điều khoản Xuân bắt đọc khiến mọi người ồ lên thích thú. Bên A đang được đông giới trẻ hâm mộ, có thể tìm cách đấu tranh cho sự tiến bộ của phụ nữ. Cho lẽ phải nhưng về nhà tuyệt đối không được đấu tranh với vợ, vì vợ chính là lẽ phải của bên A. Tự Long vừa đọc vừa kêu gọi mọi người vỗ tay. Điều khoản hôn nhân khiến khách cưới ấn tượng nhất là yêu sách Thành Trung dành cho vợ nếu chẳng may làm MC trót dại, đó là bên B có trách nhiệm tha thứ cho bên A nếu bên A có chút sai lầm trong mối quan hệ. Kể cả khi bên B bắt quả tang bên A đang hì hụi sai lầm, thì bên B cũng phải bình tĩnh hiểu rằng bên A yêu mình hơn tất thảy. Trước đó, Thành Trung tỉ mỉ chuẩn bị hai đoạn clip để giới thiệu hai vợ chồng, công khai tài sản cá nhân của mọi người theo cách hài hước và sáng tạo. Ở hạng mục tài sản vô giá, chú rể nhỉnh hơn cô dâu vì có nhiều bạn bè hơn. Những tiết mục thú vị và hài hước cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng với nhiều ý kiến trái chiều.
Trong lúc giao lưu, đồng nghiệp nam tình tứ quá mức với Nhã Phương và loạt phản ứng của fan sau đó. Các fan đồng loạt đưa ra comment tỏ thái độ bức xúc thay cho Trường Giang khi thấy cảnh này. Tối qua, trên trang fanpage của mình, nữ diễn viên Nhã Phương đã livestream giao lưu đoạn giữa cô và các đồng nghiệp tại AD Production. Trong đó có sự xuất hiện của Eric, nhạc sĩ Khắc Hân và ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Đoạn livestream diễn ra vào khoảng thời gian khá muộn qua trên trang fanpage của Nabi Nhã Phương. Trong vòng gần một tiếng livestream, nhạc sĩ Khắc Hân, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và ca sĩ Eric đã lần lượt biểu diễn rất nhiều ca khúc hit, làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ trẻ như Sau Tất Cả, Ánh Sáng Của Anh. Điểm đáng nói là ngay khi ca hát Ánh Sáng Của Anh, một hit mà Khắc Hân mới sáng tác gần đây, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã có hành động vòng tay ôm Nhã Phương khá tình cảm. Điều này lập tức khiến cho những fan đang theo dõi livestream tỏ ra khá bất ngờ và liên tục comment về việc Nhã Phương để yên cho đồng nghiệp nam ôm ấp thản nhiên trên mạng xã hội như vậy. Người hâm mộ liên tục bình luận, Trường Giang đâu rồi, Trường Giang ghen, thậm chí còn cả câu hỏi Nhã Phương yêu người khác rồi à. Tuy nhiên, Nhã Phương lại không có phản ứng nào mà để yên cho Trung Quân ôm. Fan đều tỏ ra bất ngờ, thậm chí còn có bạn đặt câu hỏi Nhã Phương yêu người khác rồi à. Fan bình luận về việc Nhã Phương để đồng nghiệp nam thản nhiên ôm ghì lấy mình. Fan lo lắng liệu Trường Giang có ghen hay không.